đi chơi xa rồi mà không có cái gì để đựng đồ luôn. Tưởng tượng cảnh đi đi biển ra mình xách hai cái bọc ni lông theo chắc cũng kỳ lắm. Phải đi mua một cái đồ gì đó để đựng quần áo. Tình trạng đặt vali của khách hàng đang dâng cao tại các sân bay. Hải quan quăng vali của khách. Khách bị mất hành lý trong quá trình di chuyển. Ôi, coi mấy này chi vậy? Coi mấy cái vụ mà hải quan quăng vali rồi đặt vali lấy hành lý của người ta rồi mấy bà. À, có chỗ luôn. Đồ xịn đàng hoàng. Ủa, mình mới đọc tin tức sao bạn biết mình chuẩn bị đi mua vali ghê vậy? Hải quan là liên quan tới mấy cái xét mà biết hết, thấy không? À, mấy cái xét vali á, chặt hết luôn, không thấy gì hết. Ê, vali không có rẻ đâu nha, homie. Chỗ này bao đang giảm giá. Ê, có chắc tất cả hình thức rạch được quăng rồi. Trời, không rạch được đâu. Không rạch được không? Cứng cáp, chất lượng sản phẩm number one, number two. Đi, đi không? Đi mua không? À, chỗ này an toàn lắm, yên tâm, nổi tiếng mà. Đi, đi, đi. Đi lẹ đi, nó hồi nó hết giảm bây giờ. Bộ người nhà hay sao quảng cáo dữ vậy bác? Vali mà nó chống đập, chống chày, chống xước, chống rạch luôn. Bên mình thì có rất nhiều chương trình đang hỗ trợ cho bạn. Vali bên mình đa số là chống chày, chống rạch, chống xước những yêu cầu của bạn ha. Đó, chưa. Chống tùm lum tà la, chày là đủ tiêu chuẩn rồi đó. Quan trọng là có khuyến mãi kìa homie. Có khuyến mãi luôn. 50% luôn. Rồi em nghe để người ta giới thiệu đi, bây giờ nãy nghe nói là mua một cái, hai cái có 1,000 đó. Đủ ghê. Ừ, rồi cái thứ hai cũng có 300+ à. Vậy hả? Ừ, túi ông hai cái là đủ luôn á. Vậy vô tham khảo coi kiểu nào đẹp mình. Kêu ổng chứ biết gì đâu. Combo theo lớp xe nhỏ ở trên kệ thì gồm một cái xe 24 và xe 20 thì nhân viên 290.000 ở trên kệ còn rất là nhiều màu. Hai màu ba bốn. Còn ở dưới đây thì khi bạn mua một cái xe lớn là 1,5 triệu thì bạn mua kệ xe nhỏ 190.000 thôi, là xe 190.000. Ủa anh, vậy là ở đây mình được mua hai cái này giá chỉ có 1,290 thôi hả? À, đúng rồi bạn, cái này một cặp của combo có nói gồm xe lớn xe nhỏ thì 1,290.000 thôi bạn. Là hai cái này tôi không xài được luôn á. Còn kiểu mà nếu mà đi xa nữa thì mua ở dưới này. Mua cái lớn có 1,5 triệu mà được mua thêm cái nhỏ giá có 190.000 à. Trời, thiệt quá anh. Là bây giờ ông bỏ 1,5 triệu ra mua cái lớn đi rồi tôi bỏ 190.000 cho lấy cái nhỏ. À đúng, đúng rồi bạn, khi mà chương trình của mình bạn mua ha, cái xe lớn 1,5 triệu bạn mua kèm theo xe nhỏ 190.000 thôi bạn. Đúng rồi, người ta đang chạy combo mà. Ồ, vậy em sao em không chọn cái bự đi thì em kêu chọn cái nhỏ khôn giờ. Ủa, em nhỏ cho nên đồ em cũng gì cũng nhỏ cho nên ít đồ lắm. Thôi nhưng mà cái này nó đen hết là được không ta? Mình chơi màu cam. Ồ, màu cam là được nè. Nhưng mà nếu mà màu đen thì nó sẽ ok thôi, em không thích màu cam. Dễ dơ đúng không? Ok, nếu mà được thì để mua cái này. Mình chỉ coi thôi, giờ từ từ mình mua. Còn nhiều mà. Quá trời luôn, trong đây quá trời. Sản phẩm tiếp theo bên mình thì khi mà bạn mua cái xe nhỏ này 1,190,000 ha. Thì bạn mua kèm xe lớn thì thêm 390,000. Một cặp của nó thì vô 1,580,000. Ủa chứ không phải cái này 1,390,000 hả? Không ạ, cái này mình khi mà mua xe lớn, mua xe nhỏ thì mua kèm theo xe lớn thì xe 130 giống như giảm 1,000,000 cho bạn vậy bạn. À có nghĩa là khi mà mình mua cái này giá 1,190,000 thì mình sẽ mua thêm cái này nữa giá 1,390,000 thì nó chỉ còn có 390,000 thôi. À, vậy là được lì xì 1,000,000. Đó. Đâu quá.
được hai cái luôn. Cái này cũng hơn hai cái mà. Màu sắc là khổ 26. Đúng không ta? Cái này là cũng phẩm chống ba lạch ha. Chống ba lạch cho mình có thể test để cho bạn coi à. Nếu mà bạn anh có cái nào anh test cho em đi. À đâu. Người được hai người đứng cùng lúc có thể hai người cũng được, tại vì bạn bao chống đập cho bạn. Nhưng mà cái này em mua em không muốn đập ở đâu, anh đập đi. Em thêm một cái này. Dạ em test thử anh. Dạ bạn cứ thoải mái. Thoải mái luôn. Thoải mái luôn. Dạ, thoải mái. Được. À, dừng tay lại. Đây là đồ của chế mua. Em dẫn cái màu hồng đi. Trời. Cái này nó không quá. Cái này nó không có tội về chung với mình lấy cái màu này mà. Dạ tiếp tục được chưa? Ok. Trời ơi. Ôi tiếng chống trường em nè, không bể luôn các bạn. Trời má dẻo vậy, chung mấy cái luôn rồi. Chắc lắm anh ơi, chắc lắm. Một hồi cái vali không xong rồi đứt không có sao. Ok chắc đó. Sản phẩm của mình tiếp theo mình thì khi mà bạn mua một bộ hai thì bạn được giảm thêm 20%, còn khi mà bạn mua bộ ba thì bạn giảm thêm 30%. Ồ vậy là mình mua bộ hai là mình được giảm 20%, mà mình mua ba cái là giảm 30%. Đúng rồi, trên mỗi sản phẩm hay là giảm tổng luôn anh? Giảm tổng nữa, các bạn mua càng nhiều thì ưu đãi bạn càng nhiều. Em hiểu rồi. Đúng màu đó. Đúng màu của em. Màu đỏ của anh là màu đỏ đó. Đúng màu luôn, đúng màu luôn. À, nhẹ hiều nó. Ôi, màu đỏ đẹp quá giờ luôn. Chống chạy xước, chống da đập. Đây, mà ở đây bằng giải với cái chống da đập. Được á, bằng giải không chống da đập thì thôi dục đi. Nghĩ sao không nói chuyện. Ừ, có hiệu con chó luôn, đúng chuẩn luôn. Mặt này là phải xài hiệu con chó chứ. Anh ơi, cái này nó khuyến mãi 30% trên giá là coi. À, theo bên mình đang dạy chương trình ở sản phẩm liên kệ bên đây thì vừa giảm trên 50% ha. Còn trong thời gian này bạn mua thì vừa giảm thêm 30% trên giá, giảm 50% đó bạn. Có nghĩa là cái này đã được giảm trước 50% rồi. Dạ. Khi mà mình mua trong thời gian này thì giảm thêm 30% dạ, nữa. Dạ, đúng rồi. Bây giờ là giảm quá trời đúng ba. Giảm 5% rồi giảm thêm 30% trên cái 50% đó nữa. Công nhận được á. Hơi rối nhưng mà ok. Nhưng mà cứ giảm nhiều nhiều. Cứ giảm nhiều là được à. Thấy cái blush đẹp quá kìa, ông blush nó không? Thôi, thấy màu đỏ hết màu đỏ. À đúng rồi, tại có mặt con chó. Con chó. Rất là hợp với cái mặt này nè, nó mặt con chó. Còn Nhi thì là người như lấy một cái nước biển nha. Ồ, vậy luôn, vậy luôn. Đi lựa cho đã vô. Rồi lấy hai cái đầu tiên đầu. Làm nãy giờ nguyên ngày luôn á. Nguyên ngày luôn á. Chương trình khuyến mãi nó hơi bị nhiều. Cho nên là càng dễ càng tốt. À nhưng mà màu này cũng đẹp mà. Màu này là màu vàng chanh, rất là phù hợp trời nóng này đi. Màu này lên nó bao nổi luôn. Ok. Tiền thôi hôm nay. Lên hình. Vậy lên hình miếng. Em thích tiền cái này. Rồi mình đợi xíu mình sắp đơn. Dạ. Ủa rồi cái nhỏ đâu? Cái nhỏ đâu anh? Cái nhỏ mình trồng vô cái bự rồi bạn ha. Trong đây rồi. Trời ơi. Thôi, hàng chi. Thôi cảm ơn anh nha. Rồi, cái gì ạ? Dạ. Tôi thấy cứng cứng đó ta. Cứng gì nữa? Đâu nhất thiết phải mua bự gì. Xong rồi, người ta tính tiền rồi. Không, nhưng mà em nghe ảnh nói có đổi trả trong vòng 7 ngày mà. À, đổi trả trong vòng 7 ngày. Dạ, đúng rồi bạn, bên mình chương trình bên mình là bạn có thể mua và có thể đổi trả trong vòng 7 ngày à, nếu mà không thích thì. Nếu mà không thích thì đổi trả trong vòng 7 ngày, còn cái 365 ngày là đổi đổ vỡ đồ đó. À, đổ vỡ đồ á. Bây giờ mình ra chưa khỏi cửa tiệm thì mình chưa mình trả, mình lấy cái nhỏ hơn. À, ủa sao vậy, không nhất thiết hả? Không nhất thiết là phải bự quá. À. Ông lấy chi, cái bự này ông nhét vô. Ờ. À. Đi qua ai qua cái thả tim vậy. Thôi vô đổi lại ba. Thần thái. Thấy chưa? Dù mà thấy bà nhưng phải giữ vững thần thái. Ngồi được không bể hoặc hải quan cái gì không biết. Đây. Quá dữ dội luôn nè. Sau một thời gian ngựa bà ngắn thì cả hai đứa tao đổi được hai cái vali nhỏ hơn.
giá đẹp hơn, có giá, mà. Giá rẻ hơn. Quan trọng là giá rẻ hơn. Nhưng mà quan trọng là vẫn là tướng cá. Quan trọng nhất là phần khác. Té hàng nha hả? Té cũng là thần thái. Trời ơi! Tao nhìn bạch dữ gì trời. Kỹ lưỡng quá, cũng tài coi. Phải bảo quản chứ ba. Chứ gặp như ai mua vali mà cũng nhào lên ngồi như tôi với ông nãy chắc băm vali hết trơn này. Rồi bớt quay đi, bớt quay đi. Tao nét, tao nét. Rồi bây giờ mở cái luôn đi. Không ngờ test não nhanh quá. Không còn bịch gì nữa đâu. Mấy cái bịch này kệ để sao đi. Rồi, thôi. Quá là ok, an toàn, rộng rãi, thoáng mát, sạch sẽ luôn. Còn hơn đi giao tiền đó nè. Ta giao tiền, ta giao hàng. Ta giao tiền, ta giao hàng nè. Rồi, rộng rãi thấy không? Quá dữ. À. Sau một chuyến đi dài và rồi 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 sau một chuyến đi dài tạo nét thì bây giờ chuyển lại cho nhau đi, cái gì thuộc về nhau thì hãy đưa lại cho nhau. Tại vì cái tung màu hồng vậy trời. Tạo nét mà. Rồi các bạn có thấy không, rất là đẹp. Đây là cái màu mà Nhi miễn cưỡng chọn, tại vì Nhi thích mẫu này mà Nhi là thích màu xanh nước biển. Cái màu xanh nước biển thì nó quá nhỏ, còn cái này thì nó có quá đẹp nhưng mà nó không có nước biển, nên nó là cái thân này. Đã, sản phẩm mới, sản phẩm của chúng tôi. Xin chào giới thiệu các bạn. À không 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 không, sản phẩm mà chúng tôi đã mua. Đúng rồi. Đây, nó xay 360 độ, các bạn có thể thấy không? Nè, một. Ôi, test hồi nãy rồi, hồi nãy test rồi. Test test cái gì, nhà những phải test. Về nhà test là xay xay bé luôn á. Không không, vẫn còn 7 ngày mà. Chúng ta còn đi hơn 6 ngày rưỡi nữa để đổi một cái một màu tươi mát, một màu bạc hà. Màu bạc hà hơi nhạt tí. Nhìn là thấy mát mẻ rồi, không khí rồi đó. Đó là vừa vặn. Quá đẹp luôn các bạn. Khá là vừa vặn. À. Rồi. Bỏ đồ vô. Bỏ đồ vô. Test hàng. Bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị để coi bên trong nó là bao nhiêu đồ, nó được bao nhiêu đồ. Đúng rồi. Nó rộng tới cỡ nào, nó nhiều ngăn tới cỡ nào. Có thể chứa được một bao nhiêu ký lô ram. Chứa được một con báo bắt cực. Hơi lớn chút. Chứa được ông á. Đi chứa qua hải quan cái đầu. Đi qua cái máy á, đi qua cái máy mà dò được. Chứa em chậm cái mặt em. Bớ bớ nè, bớ bớ sẽ xóa tổng nghiệp đi. Rồi. Thôi, giờ coi nè. Xin mở ra. Bên kia bà. Bánh xe quá tốt luôn, xoay 160 độ luôn nè. 360 độ, đó. Với cái anh N này, Nhi sẽ chất được bao nhiêu đồ đây. Hãy xem. Bây giờ mình sẽ chứng minh cho các bạn là cái vali này đựng rất là nhiều đồ, và các bạn hãy cùng mình xem là ở trong cái vali này đựng được bao nhiêu đồ nha. Chơi cũng không thể nào đó, mà dạ. Không rèn luyện sức khỏe mà đi chơi mà đi tập tạ. Và đặc biệt là dù có đi chơi nữa cũng phải tuân thủ luật giao thông. Dẹp xuống một móc cái thứ khác lên nè. Tiếp tục đi. Trời ơi, đem cái này luôn hả? Để chụp hình. À. Trời ơi, đi chơi là phải sống ảo. Oh yeah. Trời ơi. Nhu cầu giải khác. Đừng. Cái này ngoài chắc không có bán đâu hà. Đúng mà, tiền nhà vẫn hơn. Ờ. Cái gì vậy, cái gì vậy? Cái này là để em ra em chọc người ngoài biển. À. Tại vì nó là con em mà, em là mẹ nó nên em phải đi đâu em cũng phải đem cho con em. Để nó ngập thở ở đây sao? Không đâu, coi cũng dài. Tiếp đi, tiếp đi. Rồi bây giờ tới... cái này quan trọng lắm nè. Rồi chơi luôn nè. Đi chơi nhưng mà vẫn không quên đem đồ chơi. Chơi tới cùng luôn mà. Đây. Đem tới cùng luôn mà. Xin như cao, xin như cao. Trời ơi, đem mấy cái này chắc ngoài cũng đâu có bán. Cái này chi vậy? Đừng hỏi em gì sao. Chắc là hành tôi đó. Kẹo. À kẹo hả? Nguyên cái cột đèn giao thông luôn nè. Trời ơi, đi xa quá luôn, cái này chắc đi xa lắm. Cái này là em đi xa lắm luôn á. Trời ơi, quá trời đồ. Bánh nữa chứ, bánh to bánh chứ. Nhìn vậy thôi mà đựng một nùi luôn, trời ơi. Cái này là để chích vô đích. Chích vô đích. Chích vô đích cái điện thoại. Ok, ok. Còn cái này là để xoáy. Xoáy tóc à. Còn cái này là để chụp. Rồi, đúng rồi, nãy có cái chân rồi, phải chụp chứ. Ừ, phải có cái chân, đem cái chân máy rồi, phải có nha.
Mà bây giờ tới cái lần này mới thật sự là sốc nè. Trời ơi, coi kìa. Ôi. Ai ơi. Trời ơi. Anh biết sao không, tại cái vali nè, cái đáy nó tút cái vực sâu rồi, cho nên em phải lặn xuống. Còn hơn tút thường em lặn, em hụt xuống để em lấy, em móc lên. Nãy giờ bên đây không, bây giờ em ở bên đây mới là hết hồn hết vía nè. Đâu đâu hết hồn hết vía. Bên đây sạch rồi, bên đây quá nhiều đồ. Nãy giờ móc là chắc cũng sống mấy ngày mấy đêm luôn á. Đúng rồi. Mấy cái này thì son phấn thôi, bây giờ bên đây. Trời ơi. Móc ra tiếp. Còn hơn ảo thuật nữa. Vút keo hả bạn? Nãy có đem bánh kẹo phải không? Dễ định không thể nào thấy không lẽ ra biển mình không mặc gì, mình phải mặc đồ. Đem nguyên cái nhà đeo luôn á trời. Con nữa nè, con nữa. Con nữa mà thấy con mà. Con nữa em nói rồi, cái vali này nè, mình phải làm, phải học. Bây giờ em sẽ ai ơi. Em đang theo anh chụp ảnh nè. Trời ơi, làm bỏ ngoài luôn hả? Tính đi làm xa hả? Mình trời ơi, đẹp luôn, hết luôn. Mình lấy cái sóng biển mình làm quay phải. Giờ thì nó còn cái ngăn bí mật nữa. Trời ơi, còn nữa, còn nữa. Còn nữa. Còn hơn đồ game on. Đó. Cái này mới là móc cái gì cũng được nè. Bây giờ lên luôn, hay lên hàng luôn. Mòi sâu quá mà. Hụp sâu quá mà. Dày. Nguyên một vỏ luôn. Trời ơi, nguyên một vỏ dài luôn. Cầm lưng dài, guốc, đồ quá trời. Đi ra biển mình chơi mấy cái này nó mấy dạ, nó sốc. Thánh thần ơi trời. Hồi nãy có cái nón quăng kìa, tới cái nón của tôi. Trời ơi, đem pet theo chi trời. Trời ơi, lực luôn mèo luôn mà. Mèo quýt tập cho vô luôn mà. Thôi cho vô lại đi. Vô lại con. Vô lại là banh cái body đó. Rồi xong rồi, ôm đó. Rồi. Hết. Đi ghê không? Thần sầu quá ha. Đúng ghê luôn, còn không túi thần kỳ nữa. Không gian 3 chiều. Móc lum la, móc mèo luôn, đem mèo đi luôn mà. Body nhỏ xíu đây là đừng tắm đồ. Ghê thiệt. Chất lượng tốt, đựng nhiều đồ. Đúng rồi. Mà quan trọng là thần thái. Quan trọng là thần thái. Ok. Các bạn ơi, các bạn có thấy vali của Nhi thú vị không? Thú vị không? Nếu các bạn cũng muốn có một cái giống Nhi thì hãy truy cập đường link. Ở dưới kìa. Chứ là đường link ở dưới nhưng mà phải phát âm cho nó chuẩn á. L dưới. Thôi dẹp đi, Lug.Vn như có để dưới phần mô tả. Nhớ nhấp vô và chọn cái vali ưng ý nhất nha. Còn bây giờ thì tắt vali lên mà đi thôi các bạn ơi. À nhớ phải đóng vòi thôi chị mình. Ah.